Xin chào tất cả mọi người quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục làm clip đi săn chuột và làm món chuột chiên nha. Mời mọi người cùng theo dõi. Chúc mọi người có một ngày thật vui. Rồi đó, giờ đi. Ba con đường chạy. Hàng quá hàng. Mẹ ôm dính nó vô luôn không cần. Nó chạy nó cái con nó. Giờ nó đắng rồi. Rồi bắn đi mà. Rồi. Qua chạy rồi. Okay. Chạy luôn gì vậy? Cái lên nút đèn đi. Bắt luôn đi. Hết thuốc lên đường rồi. Mày thấy ổ không? Cần nhiều không? Dạ. Ra không được cảm ơn. Có mặt này. Chắp đầy vậy. Ít khô. Ít thì còn ít xíu muốn đi vậy. Ngon. Còn đó nó còn nước mà. Còn nước mà. Béo cái gì? Không non. Rồi. Ngồi đây có mà. Tính mặn đi giáo ơi. Ê.
Đi xào mà nó nhậu nó cái mồi của nó rồi. Ờ, quay vậy? Quay sao ghi vậy? Quay cái cả trang kìa. Đang quay cho chuyện rồi. À, công của anh Măng rất nhiều nha. À, 60 chục cái này là anh Măng bắt không nha. Chụp cho tàu thú lốt không đó. Ăn nhiều người ta sao được, ăn rất ngon không? Đèn đỏ giúp đỡ mở bóng quá đi.